Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Cun TV trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì có một vài cái máy mới cũ. Anh em cần chiếc nào thì inbox cho mình nhá. Trong video buổi tối ngày hôm nay có một chiếc Samsung A5 2020 này. Đấy. Chiếc này thì RAM 3, bộ nhớ 32. Chiếc này RAM 3 bộ nhớ bao nhiêu giờ? RAM 3 bộ nhớ 64. Đấy à, được hết. Ok, cùng nhiều chiếc iPad này, Vivo này, 7 slot vỏ 6 đâu nhỉ? Đây, 7 slot vỏ 6 này. Đấy. 7 slot vỏ 6 này, đấy. Bắt nét cái, ok, chụp ảnh đấy. Với chỉ giá khoảng 3,5 triệu này. iPhone 6 Plus này. iPhone 6 Plus 64GB này. Đây cho các bạn xem. Chung giới thiệu 6 Plus 64GB này. Màn ZF kính đẹp này, pin 100% này. Đấy. Vỏ hình thức 95% này. Giá chỉ 1.700.000 này. Đấy. Ok, và để cho các bạn không chờ đợi lâu nữa, chúng ta đi thẳng vào video nhá. Chiếc đầu tiên trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 6S. Một chiếc 6S này mình bán cho các bạn để các bạn buy bát, hoặc là các bạn có thể là các bạn lấy linh kiện. Chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá 600.000 đồng nhá. Một chiếc 6S đầu tiên trong video là 600.000 đồng. Các bạn cần thì book cho mình nhá. Mình bán như vậy giá 600.000 đồng. Ok các bạn. Vỏ 6 nhá. Màn hình các bạn về các bạn lấy linh kiện nhá, giá 600.000 đồng ở chiếc 6S. Được chưa? Vỏ xấu run luôn. 600.000 đồng. Ok. Chiếc thứ hai trong video là một chiếc Z3 2016 900.000 đồng. Z3 20 900.000 đồng nhé các bạn nhé. Z3 20 máy đẹp. Zin đẹp đây. Đó, Z3 2016 900.000 đồng. Màn AMOLED nhé. Màn này là màn AMOLED xịn chuẩn, nên là các bạn dùng chiếc này thì ok luôn, con dê luôn. Z3 20 giá có 900.000 đồng thôi. Màn AMOLED nên là nó cũng nhanh, cực kỳ là nhanh. Nó không như mấy cái màn LCD sẽ chậm hơn. Nhưng mấy con này cái RAM cấu hình thấp nên là nó cũng được cái là nhanh. Ok, với 900.000 đồng. Chiếc thứ ba là một chiếc MVivo. Một chiếc thứ ba là MVivo. MVivo này nó gọi là hệ pin là siêu đỉnh luôn. Mình mấy hôm trước mình bận mệt, mình không review kỹ cho anh em được. Vivo này là V21 bản 5G nhá, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Và đây để mình mượn thêm một cái máy khác để mình review thông số của em này cho nó dễ hơn đi. Mình sẽ review em này. Mình sẽ gõ để cho các bạn xem thì thấy thông số nó được nhiều hơn, để cho các bạn xem nó đã. Các bạn chờ mình chút nhá. Ok, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Nó là Vivo V2. Con này là V23 rồi. V23 vừa mới ra này. Phiên bản V23 vừa mới ra. Thì mình về V21 đi. Vivo V21 5G này. Rồi ok, cho các bạn xem luôn. Nó cực kỳ là ngon anh em. Ok, Vivo V21 5G cực kỳ là ngon nhá. Thì với bản đây các bạn nhìn vẫn là 21 5G này. Nó đang bán 9,9 triệu này. Đấy các bạn nhìn không? Nó có những bản đen, hồng, tím. Đấy, màu này kiểu dạng màu gần như màu tím. Đấy, ok cho anh em, màu tím nhá. Thì với RAM cấu hình cho mình cho các bạn xem thêm. RAM này, RAM 8 cộng RAM 8, con này hình như RAM 8 cộng 4GB công nghệ mở cơ. Đấy. Đây các bạn nhìn này, RAM 8 cộng 4GB công nghệ mở nhá. 4GB công nghệ mở này. Pin của nó là 4000 này. Đấy. Màn độ sáng là 800 nits này. Màn hình là AMOLED gần như là tràn viền này. Đấy. Độ phân giải camera trước là 44MP này. Ok, RAM 8 cộng 3 RAM công nghệ mở, nhưng mà ở đây viết lại thành 4 này. Đấy, ok. Hỗ trợ 5G nhá các bạn nhá. Với chiếc máy này thì hỗ trợ 5G này. Đấy, mình còn 1% pin từ vừa nãy vẫn chưa hết pin này. Đấy. Ok, tai nghe cổng chân C và chân sạc cũng là cổng chân C luôn. Nó bây giờ thiết kế giống hệt iPhone.
và cái rác sim nó ở dưới đuôi này nhá. Ok, máy đẹp keng 99. Hỗ trợ sạc lipo này, loại pin lipo sạc 33 AW nhá. Ok. Với chiếc này thì thân dài rộng dài là 15,968, nó dài khoảng 16 cm và rộng là 7,3. Nặng là có 177 g thôi. Đấy, 177 g nó cực kỳ là nhẹ, nhẹ hơn cả một chiếc iPhone 7. iPhone 7 nặng hơn nhiều, iPhone 7 nó hơn 300 cơ. Đấy. Chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá là 4.600.000, rẻ bằng một nửa so với các bạn mua mới nhá. Để các bạn sở hữu chiếc Vivo này. Sở hữu chiếc Vivo này giá bằng một nửa nhé các bạn nhé. Được chưa? Đấy, anh em cần thì inbox. Giá bằng một nửa nhé. Nên là anh em cần thì chiến luôn nhé. Đấy. Vivo này. 11 Pro Max. Giá cực kỳ là rẻ. Đấy, 11 Pro Max giá rẻ. Nên anh em cần thì inbox nhé. Có một chiếc. Cái này khoảng 14 triệu. 11 Pro Max full chức năng giá 14 triệu. Ok. Một chiếc XS Max giá sale đại hạ giá ngày hôm nay giá 10.500.000. 10.500.000 nha các bạn nhé. Một chiếc 11 Pro Max quốc tế. Chiếc này mình vừa cho các bạn xem. Chiếc này pin đẹp keng zin 100%. Chiếc này thì giá 16 triệu. Đấy, 16 triệu nha các bạn nhé. 16 triệu. Đấy. Đẹp, loa rất là ngon rồi đẹp. 16 triệu nhá. Keng luôn. Các bạn bao cho các bạn đi mở bất kỳ nơi đâu. Ok, được chưa? Chuẩn zin, các bạn mở bất kỳ nơi nào nhá. Một chiếc là chiếc 7 Flut. Hàng 98, hàng vỏ xấu, vỏ xấu. Giá bán được 128 GB. Bán cho các bạn với giá 4.200.000, 128 GB. Vỏ xấu nhá. 4.200.000 đồng. 4.200.000 đồng nha, anh em cần thì inbox. 8 Bluetooth. Dũng ơi lấy cho anh Trung Lệ điện thoại kìa. 8 Bluetooth. Giá 6.500.000 đồng. Xin đẹp. Ok. Ok, con này thì 6.500.000 nhá. Đây mình có mấy hàng viên chất đây. Ví dụ 7 Bluetooth rồi S Bluetooth đây. Thì 7 Bluetooth này. Máy ngon. Các bạn hỏi và các bạn không xem thì 7 Bluetooth thì mình đang bán giá hơn 5 triệu cho các anh em. À hơn 4 triệu 3, 4.500.000. Còn S Plus thì là giá 2.700.000. Nên là tiền nào thì giá đấy đấy nhá. Các bạn cần chiếc nào thì inbox cho mình chiếc đấy nhá. Đấy, chiếc nào thì giá đấy thôi. Ok. Còn ví dụ như chiếc 7 Plus này bán giá rẻ. 7 Plus 32 GB bán giá rẻ, vỏ xấu. Vỏ xấu, 7 Plus vỏ xấu bán cho các bạn. Đây các bạn nhìn nhá. Rõ là vỏ xấu nhá. Mình không thay vỏ cái gì cho nó đỡ mất thời gian. Mua rẻ, bán cho bạn với giá có 3.4 triệu thôi nhá. Vỏ xấu, bán giá rẻ, giá 3.4 triệu, hàng thanh lý. Ok. 6S 32 thì mình đây mình đang có giá khoảng hơn 3 triệu. Hơn 2 triệu, 3 triệu cũng có. 64 đẹp này thì giá 3 triệu này. Đấy, 32 khoảng 2.5 triệu. Hoặc là 2.2 triệu, 2.3 triệu. Các bạn cần chiếc nào, giá tầm nào, ưng tầm nào thì inbox cho mình thì mình sẽ lấy giá cho các bạn. Ok chưa? Nó sẽ có từng giá nên là anh em cần chiếc nào thì inbox nhé. Một chiếc Samsung Z7 2010, Z710 giá rẻ thôi. Z710 giá 1.1 triệu. S Plus này giá có khoảng 16 Plus này giá khoảng 2.4 triệu, 2.5 triệu. Đó. 6S Plus 64 GB giá 2.8 triệu. 6S Plus 16 GB thanh lý ngày hôm nay đúng một cây giá 2.1 triệu, vỏ xấu. S Plus 16 GB giá 2.1 triệu, bán chơi một cây nhá. Các bạn cần cái này thì inbox cho mình nhá. 16 GB vân tay đầy đủ này. 6S Plus 16 GB giá 2.1 triệu được chưa? Đấy, quốc tế nhá. Đấy, quốc tế được chưa? Giá 2.1 triệu ạ. Đây, 6 Bluetooth. 64 GB. Vỏ hình thức 98% 99%.
giá màn ép kính nhá, màn zin ép kính, nói luôn. Đấy các bạn nhìn xa nó hơi hơi nhăn nhăn một tí, cái phản quang thì do ép kính. Thì bán cho các bạn với giá là 1.7 triệu nhá, 1.7 triệu. Đấy. Một chiếc 6S 16GB bán cũng 1.7 triệu. Một chiếc Samsung A50. Một chiếc Samsung A50S ép kính, RAM 4, bộ nhớ 64. Đấy, A50S. RAM 4 bộ nhớ 64, thanh lý bán cho các bạn chiếc này giá là 2.5 triệu, RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. Màn zin ép kính, giá cho các bạn bán giá cho các bạn với giá 2.5 triệu. Ok chưa? A50S 2.5 triệu nhá các bạn nhá. Đây mấy cái iPad này chắc các bạn được xem qua rồi. Mấy cái 6S này các bạn chắc xem gần hết rồi. Còn một chiếc cuối cùng trong video là một chiếc Samsung một chiếc Oppo A5 2020. Chiếc này là màn zin ép kính, màn máy ép kính nhá. Đấy, máy vẫn rất đẹp. Vỏ hơi xấu xấu một tí. Đấy các bạn nhìn được. Ok, A5 2020, RAM 3 bộ nhớ 20. RAM 3 bộ nhớ 128. À, RAM 3 bộ nhớ 64. Chiếc này thì thanh lý cho các bạn với giá là 1.700.000. Thì các bạn cần chiếc nào thì inbox cho mình chiếc đấy nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ủng hộ video của Tức Cồn TV. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video ngày mai. Bye bye.